Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra những mất mát vô cùng to lớn đối với cả thế giới. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Mặc dù công tác chống dịch của chúng ta rất quyết liệt, rất nỗ lực với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, nhưng những mất mát trong đợt dịch thứ tư khiến chúng ta rất đau lòng. Buổi lễ ngày hôm nay để chúng ta tưởng nhớ đồng bào và cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, tử vong trong đợt dịch vừa qua. Lễ tưởng niệm do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước tổ chức. Chương trình sẽ có hai điểm cầu. Điểm cầu tại khuôn viên ngoài trời, hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. và điểm cầu thứ hai tại công viên thống nhất hà nội